Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chiếc hộp âm thanh Hoa Tâm Audio Box. Hai chữ tình yêu nghe đơn sơ, thân thương và gần gũi mà chúng ta lại luôn mong ước, kiếm tìm và sở hữu nó. Tình yêu có lẽ là một món quà tuyệt nhất và quý nhất trên thế gian này. Công năng của tình yêu cũng thật mênh mông và diệu kỳ như mãnh lực của tình yêu, vị ngọt đôi môi. Yêu là chết ở trong lòng một ít, yêu thì mù quáng, hay yêu ai yêu cả đường đi lối về, vân vân. Hôm nay Hoa Tâm xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện về tình yêu và lý trí, được chép từ trang sống đẹp.xì trùm.net qua giọng đọc của Thanh Hương. Ngày xưa, ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau, và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông minh đề xuất, chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào. Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé." Lý trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: 1, 2, 3. Đức hạnh và thói xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp, dịu dàng nấp sau mặt trăng, phản bội nấp sau những vườn bắp cải, yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây, nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất, nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn, tham lam trốn trong một bao tải. Và lý trí đã đếm đến 70, 80, 90. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn, và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu tình yêu trong trái tim mình. Khi lý trí đếm tới 100, tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng, nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng. Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên, bởi vì lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt dịu dàng, nói dối, nồng nàn, yêu mến, vân vân cũng được tìm thấy, chỉ trừ tình yêu. Ghen ghét với tình yêu, ghen tị đã thì thầm vào tai của lý trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn tình yêu đấy." Lý trí bước đến gần và tìm kiếm.
Lý trí đã xới tung cả bụi hoa hồng mà chẳng thấy bạn mình đâu, bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, lý trí đã làm hỏng đôi mắt của tình yêu. Lý trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?" Tình yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, bạn hãy làm người dẫn đường cho tôi." Và đó là lý do vì sao tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với lý trí. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ hoatamoc@outlook.com hoặc điền vào mục góp ý bên dưới. Chúc các bạn luôn được thân tâm an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.